Vâng rồi nhá, hello mọi người. Nay trên tay của Vân là có một cái thiết bị, có lẽ là nó cũng không lạ gì đối với anh em làm nghề điện. Nhưng mà nó có lẽ là nó lạ với một số cô chú bác nào ở nhà của mình mà mình chưa có đụng tới, mà mình cũng chưa có tìm hiểu gì, chưa biết gì cái này. Thì hôm nay Phương sẽ xin giới thiệu để cho ở nhà của ai á mà cần dùng thì chúng ta dùng ha. Khi chúng ta dùng để cho nó tiện lợi, cái thứ nhất là nó tiện lợi và cái nó an toàn và nó đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta khi mà cần dùng tới nó, cần dùng thì đó. Thực chất là nó có nhiều loại, nhưng mà Phương là Phương thấy Phương là do là thích Schneider nên là hôm nay Phương có một thiết bị cũng là Schneider luôn, Phương giới thiệu ha. Thì ra ngoài thị trường nó còn nhiều cái loại khác nữa, thì các anh chị cô chú gì đó thì có thể là thích cái nào thì chúng ta chọn cái đó. Và đây là cái gì? Đây là một cái ổ cắm, một cái ổ cắm âm đó, âm sàng đây. Vậy đó các bạn, đây là một ổ cắm âm sàng. Tại sao gọi là âm sàng? Tại vì sàn chúng ta thì ví dụ như ở đây nè là một cái mặt sàn, thì một cái mặt sàn chúng ta nếu mà chúng ta gắn cái ổ khác á, thì nó sẽ bị dướng lại liền. Thì đối với cái này thì nó gọi là nó âm sàng nè. Để Phương lấy một cái gì đó giải dụ nó âm xuống như thế nào để cho mọi người dễ hiểu ha. Nó nền rồi, thì đây giả dụ là cái nền nhà của mình này nha, cái nền nhà của mình đây, thì nền nhà của mình thì đây là một cái nền nhà của mình đi ha. Thì nếu như mà chúng ta gắn cái ổ cắm khác á thì nó cũng không được, nó sẽ bị dướng díu mà nó cắm cũng không có an toàn và nó cũng không có thẩm mỹ nữa. Thì chúng ta mua một cái này về chúng ta để xuống dưới vậy, chúng ta cho nó âm dưới sàn luôn, dưới sàn nhà của mình đó nha. Đó, các anh chị âm dưới sàn nhà của mình luôn. Thì đây nè, đó, đừng quan tâm cái này nha, bỏ đi. Đó, thì lúc mà chúng ta vô sàn nhà, chúng ta thấy mỗi cái này không nè, nó rất đẹp. À, nó rất đẹp ha. Thì để có gì để Phương quay một chút nữa đi. Phương sẽ đi quay một cái clip về cái âm cho mọi người coi, nó âm dưới nền á. Họ gắn âm dưới nền rồi nó lò lên như thế nào cho nó đẹp ha. Thì chút nữa Phương quay cho mọi người coi nha. Còn giờ là Phương giới thiệu trước và cái cách đấu nối làm sao cho nó dễ dàng ha. Đây, đó, anh chị vô trong nhà là chỉ thấy một cái miếng vậy. Mà khi mình sử dụng á, rất dễ các bạn. Nè, mình sử dụng đúng không? Nè, nó có cái này của mình nè. Chỉ cần việc kéo ra, đó, bắt đầu nó nảy lên. Và chúng ta chỉ việc cắm thiết bị vô đây thôi. Đó, đúng không ạ? Đó nè, chúng ta chỉ việc cắm này vô. Đó, cắm vô. Sau khi mà mình xài xong rồi đúng không? Lấy thấy chuyện ở dưới sàn nhà có ai muốn sạc pin, sạc pin hay là chúng ta nấu cái lẩu gì đó, mình sẽ kéo một cái sợi dây điện mà nó rầm rà, nấu một cái lẩu kéo sợi dây điện rầm rà, thì chúng ta gắn có cái này chính giữa nhà gì đó, hay là một cái góc nào gần đó, thì cứ mặt tại vì nó cũng không có lồi lên xấu vậy đó, nó cũng không có đi đá đạp vô nó đâu, nó cứ nhét à, các bạn. Rồi thì sau khi nấu xong thì nè, kéo xuống, kéo ra nó cứng lắm các bạn nha, xuống nha. Nó có cái lẫy chỗ này nè, nó có cái này nó giữ lại nè đó, nó không có xuống đâu đó. Thì bắt đầu là mình muốn mà cho nó xuống thì mình kéo ra rồi nhấn xuống, rồi nó liền lại một cái mặt giống như một cái mặt sàn. Cái này gọi là ổ cắm âm sàn, khác với ổ cắm âm tường ha. Đó, tường không ai sử dụng cái này hết, chỉ còn ổ cắm âm sàn thôi thì người ta mới sử dụng cái này. Rồi bây giờ còn cái cách đấu nối thì sao nè, nó làm sẵn cho mình nè. Cái này là cái mặt dưới nha, nè cái này là mặt sàn rồi mình không nói ha. Giờ quay vô cái lúc mà thời điện đấu nối thì đây, điện đấu nối là đây, nó có mấy cái chân nè, đây nó có ba, nó cũng có ba chân, chính giữa là nó có ký hiệu luôn nè các bạn nè. Nó có ký hiệu cũng dễ nhận biết lắm. Line, nut, te. Đó ha. Line, nut, te rồi. Thì với việc nè, chúng ta với việc đấu thôi. Thì nếu như chúng ta đi ổ cắm âm sàng thôi thì giả dụ đây là mình có cái cộng nguồn. Đó, cộng nguồn. Rồi.
giả dụ mình có cầu môn ở đây nó rất kỹ nè, ở trong này nè nó đậu sẵn cho mình hết rồi đó, ở trong này nè nè nó có winning luôn, khi mình xuống thì nó về trong này nó cầu rồi đây đúng không ạ, nó cầu rồi, cầu xong hết rồi thì giờ mình chỉ việc câu vô thôi, like mình câu theo like đấy, mà điện mà điện một pha thì không không cần thấy là cái đúng bên nào chọn bên nào cũng được đó đó, chỉ ở dưới thôi rồi xong được như đây nữa đó. Đó. Đó, như vậy là ổ điện chúng ta có điện đó ha, đó ha, đó ổ điện chúng ta có điện. Rồi còn cái dây này nè, do là nó âm dưới sàn nha, đó nè, nó chỉ lên vậy và ở dưới này chỉ việc đấu như vậy, rất đơn giản, đấu vô là xong, rất là an toàn cho chúng ta sử dụng ha. Nó mới về độ an toàn. Ở nhà có te thì cắm như chính giữa. Mà đa số nhà dân hiện tại ít nhà nào làm te lắm các bạn. Mai mốt để Phương có dịp rồi Phương sẽ làm một cái clip nói về cái cách mà đóng te cho ở nhà đơn giản nhất, để mà gọi là đơn giản nhất cho chúng ta nó an toàn thêm một chút xíu. Có thể mua về gì đó, hay là Phương ở Sài Gòn á thì có thể nhờ Phương mua cái cây đó rồi Phương gửi về cho cũng được, không sao hết, nó cũng tiện. Rồi thì nhưng mà cái này thì cái nó lại liên quan tới cái nền. Nếu như mà ở trong tòa nhà văn phòng nó rất cực, tại vì tòa nhà văn phòng cái cốt nó không có cao như vậy các bạn, đấy nó không có cao lắm đâu. Đây thì đây, tại vì nếu mà muốn gắn được cái ổ này thì bắt buộc cái lớp vữa nha, lớp vữa. Còn tại vì sàn bê tông thì chúng ta đục á là ảnh hưởng tới kết cấu bê tông, thì đa số tòa nhà văn phòng họ không cho đục đó ha. Thì đây nè, Phương cho các bạn coi nè, để cho Phương chuẩn bị cái thước này, các bạn thấy không, từ dưới nền mà nó lên thì các bạn phải được 7 cm, phải được 6-7 cm thì các bạn mới lắp được cái này vô. Nên là ở nhà chúng ta thì rất dễ, nhưng mà ở cái khối văn phòng á thì nó rất khó ha, tại vì nó khối văn phòng không có cao nhiều như vậy. Thì cái này á thì linh động thì phải xin, lúc đó chúng ta phải xin để chúng ta được gắn cái này, xin để đục đó, phải đục ra, tại vì nó có một cái đế nữa các bạn, mà Phương đây không có cái đế chứ không phải nó đồ lưỡi đâu, nó có một cái đế nữa, cái đế rồi nó có cái đế nó giống vậy nè đó, nó cũng để xuống giày rồi điện chúng ta cho vô rồi đắp về ha. Đó, nó có cái đế, cái này giả dụ như là cái đế đi đó, nó có cái đế nữa chứ không phải là nó không cái này nữa. Các bạn mua nguyên một cái bộ thì nó có rồi, lúc đó là về chỉ việc lắp vô thôi, rất đơn giản này ha. Đó, ở mặt dưới của nó nè, đằng sau đó ha, đây kiểu này cũng nay đơn bạn thấy không, rất tiện đó, tiện không, lên xuống đó. Nó có mấy cái loại là ở chỗ này nè, nó có một cái miếng mút, chúng ta lúc mà chúng ta cắm điện á, chúng ta cắm hờ chúng ta có thể đẩy xuống dưới này được nữa nè đó, đó tùy nữa, nó tùy theo loại nữa. Miếng mút nó đầu nó cái khe nó nằm chỗ này nè, chúng ta cho cái ổ điện xuống dưới luôn, tùy nó có rất nhiều loại, muốn mua nào ra ngoài tiệm điện người ta bán người ta có hết. Rồi video của Phương nói về cái mức độ tiện dụng của một cái ổ cắm âm sàng hôm nay cũng có dịp có nên gửi tới mọi người xem. Đến đây kết thúc, hy vọng video của Phương này giúp ích cho ai đang cần thiết bị mà nó tiện như thế này. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu ai cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh Phương nha. Để đây cũng là động lực để Phương ra được nhiều video về cái những cái điện mà thực tế trong gia đình nhất cho mọi người có thể theo dõi kênh của Phương để thực hiện được ha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.